đây vậy thầy? Tại vì tôi chính là nhà gặp thầy. Tại sao thầy không gọi điện thoại cho em? Sao thầy lạnh lùng quá vậy? Diệu Hiền à, tức bộ khi mà em nói chia tay thì thầy nghĩ là chia tay thiệt hả? Đó chỉ là những cái trong cái lúc mà em nóng giận, em bồng bột, em nói ra thôi. Sao thầy quá đáng với em quá vậy? Diệu Hiền, em bình tĩnh lại đi. Em đừng có ngốc như vậy. Thật ra trong mối quan hệ này, em là người có quyền quyết định chứ không phải là anh. Cho nên anh không đủ tư cách để giữ em lại. Không đủ tư cách là sao? Sao thầy không đủ tư cách? Sao thầy không giữ em lại? Nếu như anh giữ em lại, chắc khác nào anh quá ích kỷ. Và anh hy vọng em sẽ hiểu. Em không hiểu, em không có hiểu. Anh xin lỗi. Tại sao vậy hả? Tại sao thầy không bao giờ thầy nói là em đừng đi, em đừng rời xa anh nữa? Tại sao lúc nào thầy cũng để cho người khác bất an vậy hả? Thầy có biết á, em chờ điện thoại của thầy không? Chỉ một cú điện thoại thôi mà sao thầy không gọi cho em hả? Không phải, anh đã cố tình chờ em gọi điện thoại và tụi mình nói chuyện là bình thường. Nhưng mà thầy nói láo, chứ không phải là chia tay em xong rồi thầy cảm thấy sung sướng, thầy cảm thấy vui vẻ lắm hả? Không phải như vậy đâu. Thầy có biết á, thầy đáng ghét luôn. Thầy quá đáng lắm anh Tiền Phúc. Lúc nào thầy cũng vậy hết trơn. Thầy còn cười được nữa. Thầy quá đáng lắm luôn á Tiền Phúc. Bộ anh nghĩ mình nói chia tay là chia tay sao? Đó chỉ là những lời nói trong lúc tức giận thôi mà. Tại sao mình lại nói như vậy chứ? Tại sao chứ? Alo cô Hiền hả? Mẫn hả? Em nè, mua sao giọng cô yếu xìu vậy? Không có gì. Có chú em ở nhà không Mẫn? Chú em hả? Đang nằm kế bên chơi game nè. Em thấy tâm trạng của chú em sao? Có buồn không? Tâm trạng hả? Chết mày mày sợ mày đi đâu vô. Tâm trạng của chú em hả? Chú em đang buồn lắm, buồn rũ rượi luôn á. Mắt thì thâm quầng, mắt cấu trúc vậy đó. Còn da thì mụn không à, môi khô nứt nẻ nữa. Cô nói là chú em muốn ăn cơm này nữa cô. Thiệt hả? Đúng rồi. Vậy được rồi. Cô cảm ơn em. Nhưng mà em đừng có nói với chú em là cô gọi điện thoại nha. Dạ rồi, em biết rồi. Mà sao cho cô, có chuyện gì hả cô? Cảm ơn em nha Mẫn. Vậy là chắc ảnh có buồn một chút. Nhưng mà sao anh không gọi điện thoại cho mình? Hay là có khi nào Mẫn nói dối mình không ta? Mẫn, hôm nay con tả thấy ghê vậy Mẫn? Con hả? Con nói chuyện với thằng bạn kia mới bị bệnh trái rạ nên gọi hỏi thăm thôi. Cái gì bệnh trái rạ? Bệnh trái rạ nổi ghê lắm á. Nhớ kêu bạn con á, hạn chế ra gió hay chưa? Dạ con biết rồi. Không tôi là thê thảm đó con. Dạ dạ.
Tại sao cô lại ở đây? Ô Mẫn, ô sao em ở đây vậy? Cô không có sao hết á. Cô không có khóc, cô không có khóc, cô không có sao hết á. Em đâu có nói gì đâu. Đáng lẽ là cô phải dọn bên phòng phát thanh chứ sao cô lại đứng đây? Vậy em qua bên đó trước đi. Cô qua liền. Cô không sao hết á. Cô có ổn không? Cô không sao. Nhưng mà Mẫn ơi, thầy Phúc ở đây nha thầy. Tại vì tôi chính là nhà gặp thầy. Tại sao thầy không gọi điện thoại cho em? Sao thầy lạnh lùng quá vậy? Diệu Hiền à, tức bộ khi mà em nói chia tay thì thầy nghĩ là chia tay thiệt hả? Đó chỉ là những cái trong cái lúc mà em nóng giận, em bồng bột, em nói ra thôi. Sao thầy quá đáng với em quá vậy? Diệu Hiền, em bình tĩnh lại đi. Em đừng có ngốc như vậy. Thật ra trong mối quan hệ này, em là người có quyền quyết định chứ không phải là anh. Cho nên anh không đủ tư cách để giữ em lại. Không đủ tư cách là sao? Sao thầy không đủ tư cách? Sao thầy không giữ em lại? Nếu như anh giữ em lại, chẳng khác nào anh quá ích kỷ. Và anh hy vọng em sẽ hiểu. Em không hiểu, em không có hiểu. Anh xin lỗi. Tại sao vậy hả? Tại sao thầy không bao giờ thầy nói là em đừng đi, em đừng rời xa anh nữa? Tại sao lúc nào thầy cũng để cho người khác bất an vậy hả? Thầy có biết á, em giờ điện thoại của thầy không? Chỉ một cú điện thoại thôi mà sao thầy không gọi cho em hả? Không phải, anh đã cố tình chờ em gọi điện thoại và tụi mình nói chuyện là bình thường. Nhưng mà thầy nói láo, chứ không phải là chia tay em xong rồi thầy cảm thấy sung sướng, thầy cảm thấy vui vẻ lắm hả? Không phải như vậy đâu. Thầy có biết đó, thầy đáng ghét luôn. Thầy quá đáng lắm á thầy Phúc. Lúc nào thầy cũng vậy hết trơn. Thầy còn cười được nữa, thầy quá đáng lắm luôn á thầy Phúc. Cái gì vậy? Tự nhiên